Tin nóng trong ngày, phụ người con gái đánh đập đổ phân lên đầu mẹ già 88 tuổi, phạt 4 năm tù. Thưa quý vị, mặc dù sự việc đã trải qua hơn 2 tháng và dư luận cũng đã nguôi ngoai phần nào, nhưng có lẽ hình ảnh của người con gái đánh đập đổ phân lên đầu của người mẹ già 88 tuổi sẽ không bao giờ có thể xóa mờ được trong ký ức của người xem. Đến nay, mặc dù người con này đã bị pháp luật trừng phạt 4 năm tù, nhưng có lẽ hình phạt trong lương tâm thì không ai có thể trả lời được ngoại trừ cô. Ngày 7 tháng 9 vừa qua, mạng xã hội lan truyền clip dài khoảng 7 phút ghi lại hình ảnh người phụ nữ bạo hành một bà cụ, được cho là xảy ra ở xã Long Hòa, huyện Cần Đức, tỉnh Long An. Qua xác minh, công an cho biết chính chị T, 32 tuổi, quay lại cảnh mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Hoa, 56 tuổi, đánh đập, mắng chửi bà ngoại là cụ D, 79 tuổi, thông tin ban đầu là 88 tuổi. Đến ngày 2 tháng 9, cụ D mất vì bị suy hô hấp cấp. Trong đám tang, anh họ của bà Hoa nghe thông tin bà Hoa ngược đãi mẹ ruột nên người này gặp chị T để hỏi thăm thì được chị này cho biết mẹ mình thường đánh và mắng chửi bà ngoại. Chị cũng có dùng điện thoại di động để ghi hình lại. Người này kêu chị T gửi đoạn clip cho ông xem. Khoảng 6 giờ tối ngày 6 tháng 9, chị T gửi đoạn clip, sau đó người này đã đăng lên Facebook. Qua làm việc với công an, bà Hoa khai nhận người có hành vi ngược đãi cụ bà trong đoạn clip chính là mình. Do bực tức mẹ ruột không để lại tài sản, nhưng khi già chỉ có một mình nuôi dưỡng, nên bà đã có hành động đánh, mắng chửi và đổ rác lên đầu mẹ. Theo đó, hôm qua, ngày 17 tháng 11, bà Hoa bị Tòa án Nhân dân huyện Cần Đức xác định phạm tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình. Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bị cáo gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, truyền thống hiếu thảo với cha mẹ, nên phải xử lý nghiêm, tuyên phạt bà 4 năm tù. Bà Hoa đã bày tỏ sự hối hận, nói rằng thấy xấu hổ khi xem lại video mình ngược đãi mẹ. Thưa quý vị, người ta vẫn thường hay nói một giọt máu đào hơn ao nước lã. Vậy mà người con gái này đã nhẫn tâm trước đấng sinh thành của mình chỉ vì không để lại tài sản mà còn bắt mình phải chăm lo. Đến nay thì người con này đã phải trả giá trước pháp luật, gia đình và lương tâm. Hy vọng rằng chúng ta sẽ không thấy lại được hình ảnh như thế này nữa. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm Tin Nóng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Hãy nhớ nhấn nút like và subscribe kênh Sun TV để cập nhật những tin tức mới nhất. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.